thầy mở ký xuống đi thầy Phú. Thầy Phúc, nếu như mà thầy không mở kiến xuống, em cảm thấy bản thân mình ngu ngốc lắm. Thầy Phúc, thầy Phúc, cô sao không cô Hiền? Ủa mà sao cô chưa lên nhà nữa? Ủa thầy ở đây rồi. Ai trong kia? Mận. 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 Mận sao vậy cô Hiền? Cô Hiền. Ủa Mẫn, sao em lại ở đây? Cô đừng nhận lời cầu hôn của chú em. Hả? Cầu hôn gì? Em nói gì cô không hiểu? Em nói là cô đừng có nhận lời cầu hôn của chú em. Em không có đồng ý. Chú em, nhưng mà cô chưa có nghe chú em nói gì mà. Là sao? Em không cần biết. Em không muốn cô nhận lời cầu hôn của chú em. Bởi vì em thích Mẫn. Không bao giờ được có suy nghĩ đó nữa. Em là một học sinh rất là đặc biệt. Và cô luôn muốn là cô và em luôn giữ mối quan hệ như từ trước tới giờ. Em hiểu ý của cô không Mẫn? Em không nghĩ là em làm được. Ủa Mẫn, cô cũng đang đi dạo hả? Ừ. Bây giờ em ngồi đây nha, để đi tìm việc bớt đồ dùng. Mình đang ngồi. Anh cẩn thận nha. Chú vui quá hả? Chứ gì nữa, tại chú là đối thủ của con mà. Đó đó, đó đó, đó đó, đó đó, đó. Trời đất ơi, con nhỏ đó lên loa phóng thanh nó nói luôn kìa. Có một chuyện mình muốn nói với mọi người. Mình rất thích bạn Nguyễn Đức Mẫn của lớp 12A4. Cho nên bạn ấy không chấp nhận mình. Vì muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cho nên mọi người hãy giúp mình và Đức Mẫn quen nhau được không? Tội nghiệp quá, quen nhau đi bạn. Quen nhau đi, quen nhau đi. Mở cửa ra coi. Mở cửa ra. Mở ra. Đức Mẫn, mình biết á là bạn không có coi mình là gì hết á, nhưng mà tình cảm của mình dành cho bạn là chân thành. Mẫn, ngay từ lần đầu gặp nhau mình đã thích bạn thật đó. Mình thích bạn nhiều lắm. Nhưng mà nếu như mình có làm gì để cho bạn buồn á, hay là bạn thấy phiền, thì bạn cho mình xin lỗi nha Đức Mẫn. Mình xin lỗi bạn. Em giận chi không biết.
Con làm gì vậy? Ủa dạ cậu. Đồ dơ mà con thích hửi nữa hả? Thằng này. Ờ cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi. Gì vậy? Cái áo này là chị Tâm Ý Mai hả cậu? Ờ đúng rồi. Ờ sao chị Mai tặng cậu vậy cậu? À, cái này là bé Tâm Ý cảm ơn vì cậu đóng tiền thoại cho bé mà. Alo. Ờ. Tiền điện thoại có bao nhiêu đâu mà phải may áo cho chứ. Hô, cậu hết hồn không? Tôi đã nói là tôi rất thích giỡn mà. Ừ. Đỡ tôi, còn tôi thì không làm gì được. Chỉ có thể tặng cậu cái áo này thôi. Hy vọng cậu đừng chê nó xấu nha. Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều. Mà ông cũng kỳ cục thiệt á. Tâm Ý không phải là bạn gái của ông thì ông phải giới thiệu cho tôi chứ. Đừng có giỡn nữa. Tôi nói thiệt, tôi chỉ coi Tâm Ý như con cháu trong nhà thôi. Cái gì? Con cháu là sao? Ông nói chuyện gì mà lờ mờ, tôi không hiểu gì luôn á. Ờ mà thôi, không cần ông nữa đâu. Tôi sẽ tự tiếp cận cổ, tới lúc đó thì đừng có hối hận nha. Nè, ông có chắc chắn là chấp nhận con bé không? Ô, ông làm gì mà nghiêm trọng vậy? Không có tự tin thì thôi. Thì ông cứ giới thiệu đi, tôi sẽ tự... Nói thiệt, con bé là người giúp việc trong nhà tôi. Chưa học hết cấp 2. Đang tìm cha, một thân một mình chăm sóc em gái ở Sài Gòn này. Nói tóm lại á, con bé đang giúp việc nhà tôi. Hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Cái gì? Nè. Cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thôi thôi đừng có xin lỗi gì, không có gì hết. Được chưa? Không có gì hết. Thôi mà xin lỗi đi, đừng có giận anh nữa. Ra. Giận anh hả? Em tính giận anh tới chết em mới hết giận đó. Thôi thôi thôi, xin lỗi. Được rồi, xin lỗi. Được chưa? Công cộng. Giận tới chết á là già xấu lắm á nha. Nơi công cộng mà. Thôi công cộng gì đâu, đừng có giận anh nữa nha. Chị Tâm Ý. Em đói bụng quá. Hay là hai đứa mình đi kiếm ăn rồi về nha chị. Nguyên nè. Cô nhờ tôi mua ít đồ. Cậu về trước đi nha. Thôi chị. Để em đi với chị. Tôi không sao đâu mà. Xin chào. Cô
cô tới rồi đó. Ừ, lên phòng trước đi, lát tôi lên. Lên liền đó nha. Chị My tới rồi hả? Ừ. Dạ, chào chị. Ủa, mà tao biết hôm bữa về sớm không? Dạ, mà giờ chị em mới được đi xem tranh đó. Thank you. Trời ơi, bữa nay mày đã nói tiếng Anh nữa ta. Tại vì câu đó thành câu cửa miệng của em luôn rồi. Câu cửa miệng, ừ. Cố gắng phát huy nha em. Dạ. Lên lẹ, nhanh lên. Cái váy này cũng vậy. Nhận được quá nhiều thứ từ chú, khiến tôi không biết mình đang mơ điều gì nữa. Một giấc mơ xa xỉ không bao giờ trở thành hiện thực. Đã đến lúc tôi phải kết thúc giấc mơ này, tỉnh dậy và sống một cuộc sống khác. Thôi không hướng về người đó nữa. Nhờ giống mấy cái nét đẹp của em. Anh nhìn đi nè, cái mũi kìa, cao và nhỏ xíu à. Còn cái miệng giống như hình trái tim. Nhất là con mắt đó nha, con mắt to trời chang mắt em vậy. Em nghĩ sao vậy? Sao giống em được, giống anh chứ. Mắt phải to nhanh, miệng phải rộng nhanh. Anh nói sao giống nè, anh nhìn kỹ đi, anh nhìn kỹ con mắt của anh đi. Con mắt của anh nhỏ xíu hả? Còn nhìn con mắt của em đi, mắt em cũng mới to nè. Còn cái mũi của anh là bự gần chết hả? Mũi em thì mới nhỏ. Còn nè, cái miệng của anh đó, thấy không? Cái miệng của anh làm sao mà hình trái tim giống như cái miệng của em được? Cái miệng của em là cái miệng ăn nhiều, miệng 38. Mắt em mắt lộ, nó đẹp giống em hả? Phải đẹp giống anh, chuẩn như anh. Đẹp giống em nè, cái nét của nó đúng là cái nét mà kiểu gọn gàng, thon gọn luôn á nè. Nhìn đi, để cái miệng trái tim của em thấy không? Còn nè, cái mũ của anh nó bự gần chết rồi, đó là con giống anh. Chứ sao vậy? Giống anh. Giống em. Giống anh. Giống em. Thôi, được rồi, giống cả hai được chưa? Vậy thì còn được. Ừ. Nè, anh mở mang cái chung em này mang qua bên đó đi, xong rồi xuống dưới dọn. Ủa? Mà sao tự nhiên nằm đóng vậy? Tôi kêu bà ra coi cái thông Noel kìa, bà không nghe hả? Nghe hết, thấy hết. Ủa chứ bà làm sao vậy? Bà bị bệnh hả? Chắc vậy quá. Vậy bệnh gì, có uống thuốc gì chưa? Chưa. Ngồi dậy tôi coi coi. Ủa? Đâu có nóng gì đâu. Có nóng trong lòng. Là anh sao? Trời ơi. Trời, nấu gì mà thơm ngon dữ vậy? À cô Dư Hiền nè, tụi tôi sắp dọn cơm ăn á, ăn chung cho vui ha. Ừ, tí vô ăn chung cho vui. Nè thử đi. Đụng đó. Được, ngon mà. Sao hai người đó đã ly dị rồi mà vẫn còn tình tứ quá vậy?
Em còn nhớ năm trước á, mình có đặt phòng ở resort tình yêu. Ngày mai tới ngày nhận phòng rồi đó. Ừ, anh nhắc em mới nhớ á, lâu quá rồi mà. Thì quỷ cũng được, nhưng mà mình mất tiền cọc á, 2 triệu á. Trời, sao uổng quá vậy? Tại lúc trước á, em là người muốn đi, cho nên anh qua đây hỏi ý kiến em xem sao. Mà anh có muốn đi không? Nếu như em đi thì anh sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà em với anh ly dị rồi, tự nhiên đi du lịch chung với nhau thấy hơi kỳ á. Cũng kỳ thiệt. Thôi, để anh quỷ nha. Em khoan đã. Quỷ á thì tự nhiên thấy uổng quá. Nếu như anh không có ngại á thì mình cứ đi với nhau nha. Ừ, vậy thì mai đi sớm nha. Để lát anh về anh đặt xe. Bà Diệu Hiền này đi đâu tới giờ này còn chưa về nữa. Tại vì hai đứa ly dị rồi mà đi chung với nhau á, tôi thấy kỳ kỳ sao á. Thật ra tôi thấy bà với thầy Phúc chỉ là ly dị trên giấy tờ thôi mà, chứ hai người còn tình cảm với nhau lắm. Hay là không mấy, bà với thầy Phúc dì của Bo mà quay lại với nhau đi, chứ con cái mà lúc nào cũng cần có ba mẹ đầy đủ hết á. Thôi tới đâu hay tới đó vậy. Mình nè, Noel này á, bà có kế hoạch gì chưa vậy? Rồi, tôi có rồi. Hả? Nhỏ bạn tôi á, nó giới thiệu đồng nghiệp của nó cho tôi. Nên tính đi gặp nhau coi làm sao nè. Trời ơi, sắp có bồ rồi nha. Anh Phúc, có một mình mà anh cũng đi tới đây nữa. Em cũng sợ anh thiệt á. Cuối cùng em chịu đến hả? Thầy chẳng có vui chú ơi. Trời ơi, hèn chi nhìn mặt cô buồn quá. Dạ thôi, chú chở về Sài Gòn hả chú? Dạ, mời cô lên xe. Alo anh Hoàng hả? Anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh quá cho nên mới gọi cho anh nè. Mình chính thức hẹn hò nha. Em trở thành bạn gái anh rồi đó. Mình đi ăn đi uống gì không anh? Xin lỗi, tôi bận rồi. Dạ, em hiểu rồi. Hôm nay là lần đầu tiên thầy Phúc tặng quà cho mình ly cà phê sữa ngọt ngào như con người của ảnh vậy. Không biết thầy có ý gì với mình không ta? Vui quá à. Chắc là mình yêu thầy Phúc mất tiêu. Nếu như hôm nay không nói chuyện này thì em nghĩ là em sẽ hối hận dữ lắm. Thật ra không phải là một người tốt như là thầy nghĩ đâu. Em cũng nhiều lần ích kỷ, không có muốn cho thầy Kim Chi quay lại. Cho nên thầy không có cần phải sợ em bị tổn thương đâu. Cho nên là... Thì ý em là vậy đó. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng chấp nhận hết, cho nên thầy đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện của em nữa.
Mai. Ủa, anh Hải. Sao lại đứng lấp ló ở đây vậy? Dạ, đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Lại có gì khúc mắc với Long đúng không? Không có. Thôi, đừng có chối. Anh nhìn là biết liền à. Anh thì anh đã bảo không có mà. Đi với anh. Dạ. Đi. Em với ổng không có cái gì hết. Ổng lúc nào cũng la em mà. À, vậy là em không có thích Long hả? Đương nhiên rồi. Em làm sao mà thích ổng được. Ồ, vậy thì em thấy anh sao? Em có thích một người như anh không? Anh nè, trọng hoài. À, chết. Em xin lỗi, đau à? Công nhận. Em xin lỗi nha. Em mạnh bạo thiệt, nhưng anh thích. Em xin lỗi. Xin lỗi. Sao? Dạ. Đi chơi với anh thấy vui không? Em đâu có buồn cái gì đâu. Em là người luôn luôn lạc quan, tiến về phía trước. Bây giờ à, anh em mình chụp một tấm hình. Dạ. Để anh post Facebook lưu giữ kỷ niệm ngày hôm nay anh em mình đi chơi. Ủa, ông ở đâu ra đây vậy? Thì cái thôi. Đi với anh có chuyện muốn nói với em. Cái gì vậy? Em có gì đâu nói anh. Nhưng anh có rất nhiều chuyện cần làm rõ với em. Đi. Ôi, nè. Ông làm cái gì vậy? Mai đã nói là không rồi mà. Ông tránh ra nha. Tôi cảnh cáo ông bao nhiêu lần rồi. Tại sao ông vẫn cố tình làm vậy hả? Ủa, tôi cố tình làm gì? Tôi hỏi ông bao nhiêu lần rồi. Ông cứ khăng khăng khẳng định là không mà. Bây giờ ông lấy gì để cấm tôi? Khoan, hai người đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết á. Ờ, em hỏi người này nè. À, này, hay là bây giờ nhá. Tôi hỏi ông một câu để ông khẳng định trước mặt Mai luôn ha. Ông im đi. Thôi mệt quá, kệ anh đi. Mình đi đi anh Hải. Đi. Tôi đi ha. Nhiều chuyện. Anh muốn nói chuyện rõ ràng. Anh đang đứng trước cửa nhà em. Nếu em không ra, anh sẽ không về. Trộn cuộc sống của tôi nữa. Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi về, đừng làm phiền tôi nữa. Mai à, anh hiểu em đang nghĩ gì mà. Không, anh không hiểu đâu. Mai, anh hiểu mà. Em nói chuyện với anh một chút được không? Nếu như anh hiểu á, thì anh hãy tôn trọng quyết định của tôi. Nếu như phải lựa chọn á, tôi sẽ lựa chọn gia đình của mình. Bây giờ hay về sau đều như vậy. Anh về đi. Mai.